Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, như chúng ta đã biết, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức, đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng cho mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Sách dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Và đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu. Đó là một trong những phương pháp để hoàn thiện nhân cách, để tiến bộ hơn trong cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284 QĐ-TTG lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong cách đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Vì sao lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày Sách Việt Nam? Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam, là cuốn Đường Cách Mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Việc chọn Ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của người Việt sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, ngày 23 tháng 4 nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân trên thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. Có lẽ các em thiếu nhi không còn quá xa lạ với việc đọc sách. Tuy nhiên, đọc sách như thế nào hiệu quả lại là điều không phải ai cũng biết. Mỗi bạn đọc có một cách đọc khác nhau. Mỗi quyển sách sẽ có một cách đọc khác nhau và lượng kiến thức khác nhau. Sách cũng như ngọn đèn soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất của cuộc đời. Vậy làm thế nào để có bí kíp đọc sách hiệu quả nhất? Hãy cùng tham khảo ngay cuốn cẩm nang thú vị dành cho các em thiếu nhi, Bí kíp khiến bạn thích đọc sách, của tác giả Francois Boucher. Mặc dù được xuất bản lần đầu tiên từ năm 2014, nhưng đến nay cuốn sách vẫn nóng cùng thời gian, bởi vì chúng ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mà không chán. Không những thế, mỗi lần đọc còn khám phá rất nhiều điều mới mẻ và vô cùng bất ngờ. Thế thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không đến ngay với cuốn sách này nhỉ? Francois Boucher là tác giả nổi tiếng người Pháp. Bà đã sáng tác nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi với cách minh họa độc đáo và lời văn dí dỏm, ngộ nghĩnh, với cách sử dụng ngôn ngữ độc đáo, trẻ trung cùng những hình vẽ có màu sắc sinh động, lôi cuốn. Mỗi trang sách trong những cuốn sách của Francois Boucher tuy giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, giúp các em nhỏ đọc được những bí kíp đọc sách thú vị để nuôi dưỡng tình yêu với những cuốn sách. Với những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh cùng với những câu chuyện nhí nhố cực kỳ thú vị, cuốn hút giúp các em thiếu nhi hòa nhập với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của các nhân vật để cùng vui, cùng buồn, giận dữ, lo sợ, đam mê, ngỡ ngàng với họ, để từ đó các em rút ra nhiều bài học quý giá cho chính mình. Cùng với hàng tấn lý do chính đáng cuốn sách đưa ra, làm sao để đọc những cuốn sách nhiều nhất có thể trong cuộc đời mà không lo bị béo phì? Đọc sách đưa ta đi du lịch mà không hề tốn tiền máy bay. Đọc sách sẽ phát triển vốn từ vựng, cải thiện cách diễn đạt của bạn, khiến cho việc giao tiếp của bạn trở nên cực kỳ cuốn hút. Kể cả khi chưa mở ra bao giờ, sách cũng giúp bạn ra vẻ thông minh. Sách cũng chính là người bạn luôn cùng ta chia sẻ những cảm xúc cuộc sống, giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Biết đọc sách là một điều vô cùng may mắn, vì sách sẽ giúp các em hiểu thêm về cuộc sống và truyền cảm hứng đọc sách cho các bạn khác. Hãy cùng đọc sách để cùng tận hưởng những món quà giá trị mà sách mang lại cho các em. Ngay cả với những em không thích đọc sách, hãy trải nghiệm với cuốn sách Bí kíp khiến bạn thích đọc sách. Sẽ giúp các em thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của mình về việc đọc sách và từ đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong chính các em. Cùng những minh họa ngộ nghĩnh như một cuốn vở nháp của học trò,
cuốn sách Bí kíp khiến bạn thích đọc sách của tác giả Francois Poucher đưa ra những lý do chính đáng để các bạn nhỏ có thể thích đọc sách, yêu mến sách. Chắc hẳn cuốn sách sẽ là lời khuyên bổ ích cho những ai không thích đọc sách hoặc chưa bao giờ thử cầm một cuốn sách để đọc ngấu nghiến, và đồng thời sẽ giúp bạn có thêm thói quen đọc sách, một thói quen mà từ lâu đã bị lãng quên. Hãy thử một lần chọn cho mình một cuốn sách, đọc sách một cách chân quý nhất. Các em sẽ thấy được cuốn sách mở ra là cả thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi giới thiệu sách tiếp theo.